Messi đi vào lịch sử World Cup làm điều chưa từng có từ năm 1966. Các thống kê từ Opta chỉ ra, Lionel Messi vừa là cầu thủ trẻ nhất, 18 tuổi 357 ngày trận gặp Serbia năm 2006, vừa là cầu thủ già nhất, 35 tuổi 155 ngày trận gặp Mexico năm 2002, ghi bàn và kiến tạo cùng một trận đấu tại World Cup kể từ năm 1966. Đây là chỉ số cho thấy tầm quan trọng và ổn định trong 16 năm qua của siêu sao sinh năm 1987. Trong trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út, Lionel Messi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Argentina tại World Cup năm 2022 bằng cú đá penalty chuẩn xác. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên Lionel Scaloni bị dội gáo nước lạnh khi chịu thất bại 1-2. Với kết quả này, Albiceleste buộc phải đánh bại Mexico nếu không muốn chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Bước đến màn đọ sức với Mexico, Lionel Messi thêm một lần nữa khai thông thế bế tắc ở phút 64 bằng pha sút xa hiểm hóc. Đến phút 87, Enzo Fernandez tỏa sáng ấn định kết quả 2-0 cho đội tuyển xứ Tango. Việc Argentina vượt qua Mexico khiến cục diện bảng C trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa ba đội Ả Rập Xê Út, Argentina và Ba Lan chỉ là một điểm. Ở trận đấu trước đó, Ba Lan đã hạ Ả Rập Xê Út 2-0 để độc chiếm ngôi đầu. Đến lượt trận cuối, Argentina phải kiếm ít nhất một điểm trước Ba Lan, đồng thời chờ đợi Ả Rập Xê Út xảy chân khi gặp Mexico. Dù vậy, quyền tứ quyết còn nằm trong tay Argentina và Lionel Messi cùng các đồng đội có lẽ sẽ hướng đến chiến thắng, qua đó vươn lên vị trí đầu bảng.